Đây, cả nhà biết ai đây? Là bà cụ, tên thường gọi là cô My. Bà có bà mướn nhà ở trên quận Bình Thạnh, đường Nguyễn Văn Đậu, hẻm 207. Bà nấu cơm vắt hàng ngày cho những người nghèo hay quý vị, những người là 200 mấy phần cơm. Đây, để quý vị tiếp theo dõi, bà có tâm sự với Lê Trang rằng những nghệ sĩ lấy hình ảnh của bà, nghệ sĩ nổi tiếng nha cả nhà, để lường gạt. Khi mà lấy hình ảnh của bà đưa lên rồi mạnh quân gửi tiền về, ẹm luôn nha cả nhà, bởi chị Hằng chỉ biết quá nhiều chị nói. Đây quý vị phải đăng ký kênh của Lê Trang để tiếp theo sau đây cho quý vị xem. Tôi nói chị đẹp mình nói cái gì cũng có cả nhà, có hết trơn. Mà tại đây bà cụ á, bà bức xúc á, cái bà kể cho Lê Trang nghe luôn. Bà kể bà nói á, nghệ sĩ đó mình biết nó mà giờ chìm xuồng rồi mình không dám nói tên. Bà nói á, nó lại nó quay bà á con, cái nó người nước ngoài người ta gửi về cho nó 700 triệu đó con, cái nó chặn hết. Cái tới chừng người ta điện được bà đó, người ta kiếm được bà đó, cái người ta cho bà hay, bà đâu có nhận đồng nào đâu, nó nuốt cho rồi. Cái đầu người ta đầu thưa á, người ta đầu quậy lên á, cái nó khủng hoảng nó chạy lại nó kiếm bà ơi cứu con lần này. Cái bà nói vậy nè, tao á, tao có tiền thì tao làm từ thiện tiếp, còn không có thì thôi, tao không quan trọng. Mà còn mày từ đẹp tới, mày đừng có quay những người bệnh, người hoạn, mày đưa lên người ta nghèo, người ta khổ, người ta có tiền đi trị bệnh, mày đưa lên mình xin tiền đã rồi mày ẻm, mày không đưa người ta trông, người ta chờ mày, là mày tội lắm đó. Đó, quý vị nghĩ coi, đồng tiền của người gửi cho người bệnh mà nó còn ăn được nữa. Nghệ sĩ nào nghe tôi nói đây, nhìn bà cụ này nè, thấy đó, thì làm ơn làm phước, cải hối ăn năn, cải tà quy chánh, lo niệm trời niệm Phật, nhắm mắt là cũng nhắm hai tay không, một chút xíu tắt thở là chết. Ói ra đi, ói ra. Hiện tại giờ ở dưới Bến Tre đang thiếu nước, mua nhà máy lọc nước đi, lấy tiền đó ói ra mua nhà máy lọc nước cho người dân nghèo. Để Đại Nam làm không mà chịch ra cái đầu sôi bối chửi Đại Nam đó. Như chị Hằng nè, hiện tại bây giờ chị Hằng ở đang trang trong trại đó, đang chuyện buồn của gia đình, mà hiện tại giờ đang ở Bến Tre đang bị thiếu nước, thì chú Dũng chứ là đang cắt cái mà mua cái nhà máy nước đem về nữa đó, lọc nước bằng thành nước ngọt cho bà con uống nữa đó. Đoàn Phật giáo Bảo đi xuống mấy chục xe để đem nước cung cấp tiếp cho Gò Đông Tây, Gò Công Tây đó. Đây là bà hình ảnh của bây giờ này. Rồi bà nói nó con, còn mấy người nghệ sĩ đó Lê Trang biết luôn, bà mặc mấy bà Lê Trang biết luôn. Những cái top này nó làm mưa làm gió luôn nha, là đem hình ảnh bà quay ha, nói kể cái đưa lên truyền hình rồi cũng không có đồng bạc nào luôn. Em bà biết bao nhiêu, bà nói biết bao nhiêu luôn á con. Đó, chị đẹp nói có sai không, chị đẹp nói cái gì cũng đúng bởi ha, đem bà lên quay đưa lên truyền hình phiền gợ em luôn. Bởi bà nói từ đó tới sau á cháu, bà không có cho quay nữa, không ai lấy quay bà được hết. Bây giờ bà nói chỉ có là báo Thanh Niên đăng bà thôi. Bữa đó Lê Trang lên cổng gặp báo Thanh Niên, nó nghe, nó thường xuyên lại luôn, ngày như ngày nào nó cũng lại, nó đăng 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 ở viết bài viết về bà đó. Còn tại sao mà Lê Trang đồng cảm được, là cảm nhận được chị Hằng yêu quý chị Hằng quá tuyệt vời, yêu quý mãi giờ phút này, thì là khi mà cái đời drama này xảy ra hôm mùa dịch đó, thì mình vô tình mình nhận được, mình coi được chị Hằng. Chị nói lúc đầu á, chị kêu ông Võ Hoàng Yên là người là chị bệnh không có ai hết lường gạt đó, chị chỉ nói là lên sự thật cho bà con nghèo mình đừng bị dước vào đi tìm kiếm ông hết tiền hết bạc đó. Là mình có bà chị bạn ở Vĩnh Long kìa, má bà bị sao mà đi không được đó, thì đi lại kiếm ổng là mắc là sắp phiếu là 5 triệu mới gặp được ổng. Bà luôn ở đâu dám nói, tới giờ bà nói tôi cô Trang tôi giấu anh em tôi luôn á cô. Bởi giờ bà bức xúc lắm, chị Hằng nói lên á bà binh bà thương yêu chị Hằng dữ lắm luôn đó, là lời của chị Hằng đó có không đó. Rồi chẳng hạn như là công an Quảng Ngãi đó, người ta đi khảo sát rồi ông Võ Nguyên có chị hát đâu
Ơ có phải nhờ chị Hằng lên tiếng không? Đừng cho mình đừng tiền mắc tật mang. Kế đến cái chị thưa cái chưa thấy ai thụ lý gì hết trơn á. Xử sao đó không biết. Chị tức quá chị cao chào rồi cái chị mấy đầu chị đâu có nói gì quá đáng đâu. Chị kêu mấy đồng Hoài Linh nha. À, Hoài Linh á đi theo ông Võ Hoàng Yên á. À, ông chữa bệnh có hết không? Chị kêu vậy thôi, ổng câm như hết. Không trả lời đi mà cũng không trả lời, phải lên mà giải thích cho người ta. À, tôi có chị bệnh ông Võ Hoàng Yên. À, mà hết hay là không hết, câm như hết. Bởi vì khi mà chị Hằng nói mình mấy ấy, lúc đầu á mình nói ông Võ Hoàng Yên á là tiên giáng tới, thần giáng tới ở trên trời rồi xuống. Trời ơi, có ông này ông thần xuống chị bệnh cho dân gì như tới điên rồi mà chị bệnh hay gì đó. Ôi ông này ông thần xuống á mình hưởng ổ vô cùng luôn. Cái đó tại nguyên do sao mình nói là ông Hoài Linh ông là người nổi tiếng, được nhiều người yêu mến. Ông có tiếng có tâm trong giới ca sĩ nữa. Mà ông theo Võ Hoàng Yên vậy chắc cũng chắc là đó. Chắc ông này là ông giỏi được như vậy đó. Mình làm tướng vậy đó. Rốt cột rồi kêu ông. Ông trả lời đi, trả lời làm thinh. Cái chị Hằng chị tức quá đi nhiều lần rồi chị nói hoài ông làm thinh. Mấy chị cao chào lên nè, bắt đầu chị kêu. Chị lỡ lại chị cũng có gì quá đáng. Chị kêu là cái đám nghệ sĩ. Rồi bắt đầu chị kêu Hoài Linh. À, chị nói á là Hoài Linh á tiền mà bà con đóng góp cho Hoài Linh á là 14 tỷ là 14 tỷ đó, có đi giải ngân chưa, trong 6 tháng này có đi giải ngân chưa, tè gà mình mới biết. Thầy ơi, tao phiên góp cho ổng cuốc gì cuốc cắp gì ổng có lên mấy nữa sao cái bà con ta đưa clip clip đó. Ổng cứu người ta nước lũ mà tới nước cạn 6 tháng trời. Ổng im ngữ luôn. Cái điều này con nít 3 tuổi nó không hiểu nó cái gì ơi. Nếu mà chị Hằng không nói lên thì ổng có còn đi không? Tôi chấm cho hỏi gì có đi không? Nhờ chị Hằng nói lên mới có đi, con nít 3 tuổi nó không hiểu điều này mà. Đó. Kê đến cái nghe đi đụng tới Hoài Linh á. Cái chị Hằng chị nói cái đám cái nó ào ào lên. Chị dùng có một từ đám nghệ sĩ. Tại bắt đầu nó lấy cái cớ đó, nó ào ào lên. Cái bài cái đầy nó cái bài cái đàn nó không kích chị, lớp thì bình luận, lớp thì chửi, lớp thì không kích ôi tùm lum lên, lớp thì phản biện. Nhất đầu tiên là con Trang Hàng nó phản biện chị. Tôi nói thiệt cái con nhỏ đó hồi nào giờ tôi không chửi ai mà tôi cái con Trang Hàng nó bóng nó ngồi bóng ngự nó qua ngự nhỏ đó nó mắc chạy thiệt. Tôi bữa nay tôi nói nó nhỏ đó mắc chạy thiệt đó. Con gái đàn bà gì mà đi lễ trước đại nam dù sao nó nhỏ tuổi chị Hằng nó chửi người ta, nó làm bạch ô những cái hành động của nó. Nó không có điểm nào được hết trơn quý vị ơi, giờ nó trốn đi nước ngoài rồi. Đầu tiên là con Trang Hàng ha. Nó lên tiếng nó bình ha, nghệ sĩ nó lấy cái cớ đám này đám nọ. Rồi kế đến á là Lê Trang cũng gầu cho những người không có biết ắt giác gì trơn, thí dụ rồi chị Hằng á. Cái bà này tối lúc đó Lê Trang thấy cái bà đó bà tối ngày bà nói bà đẹp không rồi bà đem tiền của bà phe không biết nguyên nhân từ đâu chứ nói không thích người ta, nói người ta làm gái, nói người ta nghe bác đại nam, nói người ta đủ hết trơn ta mới đem lên tao phe. Rồi những người mà không hiểu về cũng như không hiểu về chị không hiểu câu chuyện nó như thế nào cái nghe người ta nói theo, tôi gầu những người ăn theo không biết đâu. Thí dụ người ta có nói bàn như vậy đó quý vị theo dõi thí dụ muốn nói người ta theo bà này má có phải gì không theo lên cái mạng ta nói đó không theo gì bà đó tối ngày lên chửi người ta dùng cái tớp mà nó hay lắm, nó cắt nó ghép bà chửi con câu rồi nó ghép hoài cái nó đưa vô cái đầu sỏ là mấy người mà mê tối đó cứ nghe đó mày tối nghe. Còn đối với Lê Trang đưa đâu đưa là Lê Trang phớt ngang liền, Lê Trang này là không phải vậy tại vì Lê Trang coi từ đầu tới đuôi clip của chị tại lúc đó mùa dịch rồi Lê Trang cũng hơi rảnh gan người bắt lên coi thấy chị ôi bà này bà tốt quá bà làm biết bao nhiêu chuyện xã hội Lê Trang mấy gì theo dõi chứ tự nhiên Lê Trang theo dõi làm gì nào giờ không thằng tượng ai chứ á ghi nhất chỉ có chị Hằng đó nói thiệt luôn nào giờ không thằng tượng ai ghi nhất chị Hằng rồi Lê Trang mấy đầu từ mới đồng cảm chẳng nghiêng gì Lê Trang cái gì cái viên tòa sơ thẩm và phúc thẩm như chẳng hạn viên tòa phúc thẩm vừa rồi
là mấy đứa em nó thông báo lên nó thì nó bị bớt tương tác hết trơn. Tại vì bữa nay về tò mơ về tò không hiểu ngày nào luôn. Nghe mùng 4 anh Văn mà không biết có chắc không. Chờ thông báo. Mà đến ngày mùng 4 thì chiều tối mùng 2 Lê Trang mới hay à. Mà trong khi Lê Trang ở tỉnh Thành, ở dưới đây là tỉnh Kiên Giang, huyện Giang Thành, vùng biên giới luôn, giáp miên luôn. Là tối Lê Trang mới hay, Lê Trang mới xách cái xe máy á. Lê Trang đi vô Sài Gòn, Lê Trang đi bằng xe máy không à. Rồi cái Lê Trang, tối sáng là Lê Trang dẹp công chuyện hết, Lê Trang chạy lên trên. Là suốt ngày tới 8-9 giờ tối Lê Trang mới tới Sài Gòn, quý vị. Rồi Lê Trang ngủ sáng lại lại phiên tòa tối ngày đó luôn mà công nhận quý vị. Khi mình đồng cảm được, mình ủng hộ được người tốt mình vui lắm. Ủng hộ người tốt rất là vui. Không biết quý mà ủng hộ Quỳnh Lan biết có vui không chứ Lê Trang ủng hộ chị Hằng rất là vui. Không có riêng gì Lê Trang, các cô chú người ở nước ngoài về, người Hà Nội bay vô nước ngoài ta mua vé tốc hành bay về Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, khác nơi ở lại mà không ai biết mỏi mệt cho quý vị. Sáng ra là trong chờ có xe nào chị Hằng đi ngang là tới chiều chẳng dạng luôn. Nguyên do gì mà tại sao Lê Trang và mọi người lại đứng đó? Cái ông ban quán ông cái cửa tòa, ông nói bao nhiêu người nè, vì những người mà ngồi chờ đi nè, không biết ông suy nghĩ gì. Cái Lê Trang đúng rồi, miếng chị Hằng vui là chính đó, có nghĩa là ai cũng đồng cảm được như Lê Trang, đồng cảm được chị Hằng. Chị Hằng là một người là ở ngoài làm giúp ích cho xã hội không biết bao nhiêu luôn, nào quỹ mổ tim, quỹ ống thủy, quỹ hoàng lương, nào là về các nhà tình thương, các cầu, quỹ giờ vàng, ô nói chung là dân các quỹ từ thiện đại nam bằng bao nhiêu gom góp giúp cho bà con nghèo bấy nhiêu đó, thì Lê mới cảm nhận được thì đi lại đó người tốt như vậy đó mà chẳng may không may không ngờ lên mạng xã hội mà bị phạm tội. Rồi rốt cuộc chỉ có phạm tội gì đâu, chỉ có phạm tội là 113 gì đó, là đời tư cá nhân của người ta không được quyền nói lên, thì chỉ rơi vào cái tội đó thôi. Nhờ chỉ mình cũng biết nè, là mình phải nói phải coi cẩn thận, không nói tên tuổi của người ta lên, thì chỉ phạm tội thôi chứ chị đâu có gì xấu đâu, mà chỉ vô trong đó chỉ tuổi chứ chỉ buồn. Rồi cho nên á, bà con và như Lê Trang cùng nhau lên ở trước phiên tòa cho để trông mong chị gặp, để chị vui là chính. Bởi vì cái phiên tòa phúc thẩm á, chị nói cho chị nói lời phản biện gì đó, chị nói á, hôm nay là chị rất, phiên tòa là chị rất là hạnh phúc á, chị nói rất hạnh phúc. Nếu có thể xin được, chị chỉ xin giảm án cho ba lính của chị thôi. Mấy người đó chỉ cầm máy quay phim thôi, cũng ở tù năm đó quý vị. Mà thôi, chuyện đó ở tù đã lỡ rồi, trước sau cũng ở tù rồi, mình bỏ qua. Đó là như vậy đó. Cho nên mọi người đứng đó không mỏi mệt. Để sao cho chị Hằng thấy được, chị vui là chính. Để sau này, chị còn không bao lâu nữa đâu, chị sẽ trở về với đây nè. Chị tiếp tục chuyện từ thiện của chị nữa. Làm từ thiện mười mấy năm nay, có báo đại nào đăng không? Không thấy ai đăng hết. Như tụi tôi lại viên tòa, sao nhà báo không lại đăng mấy tụi tôi? Nguyên do gì lại viên tòa? Lại đây để làm gì? Như vụ án bà Trương Mỹ Lan cũng ngay lại cho ngay ngày đó luôn, ở bên tòa kia người ta đăng ai chứ. Mà cái chị mà ở tòa đó tới hồi xưa đến giờ tòa xử ai vô ra bình thường, đâu có vụ chặn đường chặn ngõ tùm lum, bảo vệ dữ à. Chỉ có đặc biệt là chị Nguyễn Quân Hằng thôi quý vị đó. Cho nên á, là Lê Trang á, là ủng hộ chị, đồng cảm được chị. Lê Trang cũng khuyên những người không hiểu biết gì về chị Hằng, không có tìm hiểu được cái gì thì đừng có nói, đừng có nói người ta là tội phạm hay là những cái gì gì đó rồi bôi xó ghét người ta. Cái gì ơi, tổn phước chứ. Cái người giúp ích cho đời quá nhiều. Là lời khuyên chân thành quý vị, không biết gì hiểu gì đời gã ma của chị Hằng, đừng nên phát ngôn bừa bãi
làm tổn phước cho quý vị. Còn đối với chị Hằng là chỉ như xuống trần bị mất mạng đi. Cho bên đây là khoan chính nghĩa yêu thương lắm. Khi mà lại đó ai cũng đồng cảm với nhau. Người thì xách bánh bao, bánh ú, nước nôi, đồ đãi. Còn cái chị Canada á, khi mà phiên tòa xong á, chị nó mời hết đi lại ăn nhà hàng luôn á. Mà giờ đó thì Lê Trang với mấy chị ngoại rồi, xong rồi thôi, không có đi ăn. Tại mình ăn chay rồi đi về nhà trọ. Còn số anh chị em nào người ta ăn, người ta kéo nhau đi ăn. Đó, là đến như vậy đó là ta yêu thương nhau. Dù phiên tòa không có giảm tha bổng chị, mà chị không có xin gì hết, mà giảm chỉ 3 tháng. Là cũng một niềm vui, cũng một niềm vui đó. Cho chị vui, bởi vì trước phiên tòa chị nói chị hạnh phúc là được. Quan trọng tụi tôi đến phiên tòa là để cho chị Hằng vui là chính. Đó, là người phụ nữ quá tuyệt vời. Nó lẽ ra theo đây cả đời của tôi chưa gặp được người phụ nữ như vậy. Thế quý vị, hỏi là cô bác chú 70-80 tuổi có ai gặp được gì chưa? Chưa từng gặp người phụ nữ tuyệt vời như vậy. Ở viên tòa còn cái bà Đinh Lan á, xúm nhau cả đàn cả lũ ở ngoài chữ người ta ra trước cửa viên tòa, bà con người ta bút xúc tại chữ bàn ngoài bàn mới vô có nói gì đâu, mà ở ngoài này nó vô không mặt chữ ra người ta muốn quýnh bà trước cửa tòa luôn. Vậy mà bà không coi lệ cái hành vi của mình, tại sao người ta bút xúc cái đó vô viên tòa gài vô chị Hằng à, vô viên không gài vô chị Hằng, nói một lỗ ăn trước thì làm lộn gì, gài vô cũng gài vô viên tòa bị chánh án ta bắt ngang cự chánh án ta bắt ngang rồi cái không cái sáng nha. Ở viên tòa này tôi thấy bà cái dắt người công an dắt bà Hằng vô, không phải đi biểu diễn tại trang sát bộ chuyện bộ, nó vô duyên nhiều cái cùng cục vậy mà cũng có người u mê nghe theo nữa, ngộ đi cả. Phải như bà Đình Lan nghe, bà giúp ích gì cho đời đi ha, thì cũng được đi. Binh này cũng nói đi, con này có giúp cái gì cho đời đâu, còn chị Hằng giúp biết bao nhiêu mà người ta có làm gì đâu, người ta có chữ ai cái gì, chữ nhiêu, chữ sao, chữ cái lũ khà khẽ người ta, ta mới chửi. Lê Trang tu nè, đâu phải thằng thánh đâu. Ví dụ chữ Lê Trang quá, nó nhục Lê Trang quá, đi Trang nhịn câu cái 10 câu Lê Trang sực lên cái gì nữa. Đó là như vậy, là phản xạ tự nhiên. Thì đừng có nói chị Hằng phạm tội ở tù chứ. Là chỉ vô tình bị phạm 113 thôi. Chị không có làm gì xấu mà ở tù chứ. Nói chung là cả thế giới luôn, có ai được. Mình bỏ những gì lãnh tụ trước đi, thời sau này của người dân bình thường, có ai được như chị Hằng không? Ở tù mà được dân yêu mến không? Bởi cho nên Lê Trang không có dùng tù, mà dùng chỉ tạm giam thôi. Vậy thôi. Được nhiều người dân yêu mến, có ai được gì không? Quý vị có nói lên cho Lê Trang biết coi. Thôi thì cũng tụi tôi là Phan Chính Nghĩa hứa hẹn với nhau, chờ ngày chị về gặp nhau ở tại Đại Nam. Cả nhiều người yêu mến là chờ đợi chị một ngày ở Đại Nam. Nó bây giờ dằn lòng yêu thương chị. Nó bây giờ Đại Nam người ta làm biết như chuyện gì, cái gia đình đang buồn khổ mà chú Dũng ổng mới thấy người ta quay lên, mới cho cái nhà máy nữa. Nhà máy nước mặn rồi thành nước ngọt đó. Đó, còn nghệ sĩ á, những người mà gian lận từ thiện luôn. Đó, ăn cũng có bao lâu đâu. Để đứt lại cho con, cho cháu. Làm được nghệ sĩ là quý lắm rồi. Cầu trời khấn Phật sắm hối đi.